Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sau khi gây ồn ào khắp mạng xã hội, thì vụ ly hôn của đại gia Minh nhựa với người vợ đầu tên Nguyễn Thị Phương Thúy, sinh năm 1982 đã có dấu hiệu lắng xuống. Một phần lý do có lẽ là vì cả hai nhân vật chính đều chưa có bất cứ phát ngôn trực diện và công khai nào về vấn đề này, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở bàn tán mà thôi. Trước khi ồn ào nổ ra, đại gia này thường xuyên hoạt động trên cõi mạng nên trong thời gian này nhiều người cũng không khỏi thắc mắc Minh nhựa làm gì trong bối cảnh này. Câu hỏi đã có lời giải đáp khi hội hóng hớt bắt gặp Phó tổng Long Thành đi comment dạo trên trang cá nhân một đại gia khác, Cường đô la. Theo đó, tối ngày 25 tháng 2, Cường đô la đăng bức ảnh bạc tỷ gồm hai chiếc siêu xe đứng cạnh nhau trong gara nhà mình. Và ở phần bình luận, Minh nhựa đã để lại lời khen cho chiếc S8 Chibuto đỏ đẹp nha Cường. Minh nhựa đi comment dạo giữa ồn ào ly hôn người vợ đầu. Chiếc xe mà Minh Nhựa khen đẹp là Ferrari F8 Tributo, được cho rằng có giá lên đến gần 30 tỷ đồng. Tháng 5 năm 2020, lần đầu tiên Cường Đô La khoe chiếc xe lên trang cá nhân và cho biết đó là món quà bất ngờ mà đàm thu trang mua tặng mình. Chiếc xe còn lại của đại gia phố núi là Mercedes AMG G63 màu xanh gốm China Blue cực độc, có giá trên dưới 11 tỷ đồng. Minh Nhựa và Cường Đô La có mối quan hệ cực kỳ thân thiết. Ngoài việc có trung thú chơi siêu xe, cả hai còn đồng hành trong cuộc sống và công việc, thường xuất hiện trong các dịp đặc biệt của đối phương. Cường đô la trong tiệc sinh nhật Minh Nhựa Dàn siêu xe của Minh Nhựa cũng không kém cường đô la là bao. Ảnh, tổng hợp